Rất vui được gặp lại quý khán giả của diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trước khi cùng chúng tôi khám phá câu chuyện của khách mời đặc biệt của diễn đàn tuần này, xin mời quý vị cùng điểm qua một vài thông tin về nhân vật. 18 tuổi từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh học cao đẳng công nghệ thông tin, nhưng chỉ được nửa năm thì gia đình gặp biến cố đành bỏ học. Thay vì về quê, chàng trai nghèo ấy đã quyết định làm thực tập không lương cho một doanh nghiệp một năm, dù phải làm các việc phục vụ quán ăn, cà phê kiếm sống hàng đêm để học cho được nghề. Được nhận vào làm việc tại các công ty lớn vài năm, anh lại ôm mộng mở doanh nghiệp riêng. Vậy là gom được hơn 100 triệu đồng. Năm 2009, anh quyết ra ngoài lập doanh nghiệp và gần 10 năm thực hiện mơ ước sau đó. Không ít lần quay lại cảnh trắng tay, phải tự mình vừa làm giám đốc, vừa là nhân viên sale, vừa là nhân viên kỹ thuật để vực dậy doanh nghiệp. Thế nhưng anh quyết không từ bỏ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin về nhân vật của diễn đàn tuần này. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin giới thiệu anh Nguyễn Thành Lợi, CEO của công ty Saco. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Hạnh. Xin chào quý vị khán giả của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Đầu tiên anh vui lòng giới thiệu về bản thân với quý vị khán giả đây ạ. Anh trân trọng cảm ơn kênh truyền hình VITV và bạn Hạnh đã hỗ trợ rất là nhiệt tình cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì anh tên là Nguyễn Thành Lợi, anh hiện đang làm giám đốc điều hành tại công ty trực tuyến Saco. Như thông tin mà ekip vừa tổng hợp được thì em nhận thấy rằng để mà điều hành được một cái doanh nghiệp như hiện giờ thì anh đã trải qua rất là nhiều giai đoạn. Anh có thể vui lòng chia sẻ lại là cái thời điểm đó anh đã lập doanh nghiệp như thế nào được không? Thời khoảng gần năm 1998 ấy, thì lúc đó anh tốt nghiệp phổ thông. Thì lúc đó anh lên Sài Gòn anh học thì thời điểm đó gia đình anh gặp rất là nhiều khó khăn. Thì thật ra thì anh học được có 6 tháng thôi. Thì lúc đấy gia đình không còn khả năng để chu cấp tiền đi học nữa. Thì lúc đấy anh mới nghỉ học và lúc đấy anh đi ra ngoài anh làm. Thật ra thì rất là nhiều khó khăn và vất vả. Lúc đó mới 19 tuổi và trên Sài Gòn này thì không có quen biết ai cả. Anh phải đi phục vụ quán, nhà hàng, cà phê, vân vân, làm đủ thứ nghề. Rồi anh lại có suy nghĩ là bây giờ niềm đam mê lớn nhất của mình là về công nghệ thông tin, về máy tính. Nếu mà chúng ta đi phục vụ như thế này hoài thì trong bao lâu và cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Thì anh mới tìm hết trong tất cả những mối quan hệ của mình. Anh tìm được một người bạn, bạn đó là bạn học chung trong 6 tháng cao đẳng đấy. Thì bạn đó đang đi làm rồi, đang có một cái công việc về công nghệ thông tin. Anh nhờ bạn đó giới thiệu cho anh vô. Thì lúc đó không có bằng cấp, không có kinh nghiệm. Thì anh chấp nhận là anh đi làm thực tập như vậy, không lương trong một năm, để anh củng cố lại kiến thức của mình, để học được một cái nghề nào đó về công nghệ thông tin mà mình đang yêu thích. Nhưng mà một năm đó anh đi thực tập như vậy thì anh lấy gì để chi phí? Ban ngày anh đi thực tập, ban đêm anh vẫn tiếp tục đi thực vụ quán nhà hàng và quán cà phê. Lúc đó thì lương anh nhận được là bao nhiêu ạ? Lúc đấy lương khoảng được 2 triệu. Nó có đủ cho anh chi phí cuộc sống? Đủ chi phí. Tại vì trong môi trường nhà hàng á thì nói ra thì nghe hơi xấu hổ nhưng mà những gì mà người ta ăn còn dư thì mình có thể ăn được. Yeah. Cho nên là mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Thì đổi lại mình dành chi phí để mình có thể mình tích lũy thêm, học hành thêm môn này môn kia để mình phát triển bản thân. Thế thì tình trạng đó kéo dài bao lâu ạ? Thì sau khoảng một năm thì anh được nhận lương nhưng mà lương rất thấp. Thì anh quyết định là chuyển một công ty khác. Thì anh tổng cộng thì anh chuyển qua khoảng tới 3 công ty. Và công ty cuối cùng mà anh làm đấy là công ty anh làm vị trí về trưởng phòng công nghệ thông tin, một công ty về sản xuất thực phẩm. Công ty đó hiện tại nó là Nippon Golden Big. Nó đáp ứng được cái sự khát khao của mình về khẳng định bản thân. Thì ít nhất là trong khoảng thời gian 5 năm khi mà chúng ta lên Sài Gòn chúng ta lập nghiệp thì chúng ta giữ được một cái vị trí nào đó trong công việc nó tương đối tốt. Thì bên công ty về thực phẩm thì lương rất là tốt tại thời điểm đấy. Anh về thì anh có rất là nhiều quyền quyết định về nhân sự, về triển khai kế hoạch trong thời gian 2-3 năm, về lương, về tất cả mọi thứ. Thì lương bên công ty Nippon Golden Big thì lương lúc đó của anh nó nằm trong khoảng từ 18 đến 20 triệu đồng. Lúc đó là năm bao nhiêu ạ? Anh nghĩ lúc đó nằm trong khoảng năm 2009 á. Lúc đó mà mức lương anh 18, 19, 20 thì cũng phải gọi là mức lương rất cao rồi ạ. Thì anh cũng nghĩ nó rất là cao. Thế thì do gì mà anh lại ra ngoài lập doanh nghiệp riêng? Quan điểm của anh là anh không bao giờ chấp nhận những cái gì mà nó gọi là quá im đềm trong cuộc sống. Thì sau khoảng thời gian 2 năm anh gắn bó bên công ty thực phẩm á, thì anh tích lũy được một số tiền. Cộng với một số cái quan điểm về cuộc sống của anh thì anh quyết định ra là mình phải xây dựng một cái giấc mơ riêng cho mình. Thì tình hình hoạt động có thuận lợi không ạ? Cực kỳ không thuận lợi. Bởi vì khi chúng ta mới ra thì chúng ta sẽ không có khách hàng. Và chi phí vận hành tương đối cao. Thì khi đó mọi chuyện số vốn của mình tích lũy và chuẩn bị cho thành lập doanh nghiệp nó hết rất là nhanh trong vòng khoảng 6 tháng. Thì bế tắc bắt đầu. Lúc đó anh cảm thấy như thế nào? Thì đó tiền thì hết, công việc thì gặp nhiều khó khăn. Lúc đó vợ mình thì cũng có em bé, rất là nhiều áp lực. Thì khi mà vợ mình có thai thì ở nhà đâu có đi làm gì đâu, thì không có tiền để mà xoay sở. Cuộc sống thì thiếu thốn, công việc nó gặp rất là nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nhất vẫn là không có tiền để vận hành. Lúc đó thì gia đình, bạn bè rồi vợ anh có phản đối không? Vợ thì không có phản đối, nhưng mà vợ rất là lo lắng. Và mình thấy cái sự lo lắng đó hiện trên khuôn mặt gia đình của mình, nghĩ là mình sẽ không làm được. Nhưng mà anh lại suy nghĩ là họ lo lắng cho cái vấn đề về tương lai của mình nhiều hơn. Họ mới nói vậy. Nói là nên dừng lại đi, nên dừng lại và nên đi làm giống như mọi người, sẽ ổn định hơn. Nhưng mà mình có một cái niềm đam mê rất là lớn trong lĩnh vực này và mình suy nghĩ rất là kỹ trước khi mình rời bỏ một công việc tốt để mình ra mình mở doanh nghiệp. Thì cái niềm đam mê của mình nó vẫn là lớn hơn tất cả cái khát vọng của mình. Thì cái việc mà chấp nhận thất bại nghe có vẻ nó khó khăn quá. Và suy nghĩ tới lui thì giải pháp cuối cùng vẫn là đi mượn tiền để tiếp tục vận hành tiếp. Ngay cái lúc cái thời điểm mà vợ thì đang mang thai rất là khó khăn, kinh tế thì mình cũng khó nữa, nhưng mà lúc đó lại đi mượn tiền để tiếp tục doanh nghiệp nữa, mà có khả năng rằng là có thể anh sẽ không làm được. Thì anh không nghĩ đến cái việc rằng cái cách làm đó của mình có thể là lúc đó nó hơi mạo hiểm sao? Rất mạo hiểm. Khi bây giờ nếu mà chúng ta vẫn giữ được hoài bão của mình á, mình phải làm bằng mọi cách để mình phải thành công khi mình được tiền. Cho nên là mình phải suy nghĩ rất là nhiều thứ, rất là nhiều cách để số tiền mình mượn nó phải có hiệu quả. Thì khi mà anh mượn được tiền thì việc đầu tiên là anh cho các bạn kỹ thuật nghỉ. Và các khoản nợ động của công ty, ví dụ nợ về văn phòng, chi phí điện nước vân vân thì thanh toán. Còn một ít thì lúc đó thì một mình anh vận hành công ty, vừa đi làm kỹ thuật, vừa làm kinh doanh, vừa làm rất là nhiều thứ. Hầu như tất cả những thứ nào trong công ty là mình làm được hết. Bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp bằng hai cái bàn tay trắng với lại cái bối cảnh rất là khó khăn. Rồi để có thể có được với công việc với mức lương mơ ước như vậy cũng không phải là dễ dàng. Rồi ra ngoài là thành lập doanh nghiệp để rồi quay lại gọi là tự mình làm hết tất cả mọi việc như cũ nữa. Lúc đó thì cảm giác quan như thế nào? Rất là tủi thân. Rất là tủi thân. Thật sự là rất là tủi thân. Cái việc mà anh tự động vừa làm giám đốc, vừa làm sale, vừa làm kỹ thuật như vậy kéo dài trong bao lâu ạ? Gần 1 năm. Và khách hàng thì cũng có thêm dần. Từ ngày này, tháng này qua tháng kia, mỗi tháng nó có thêm khách hàng. Thì nó giúp cho nguồn vốn của công ty nó tăng dần lên. Và khi mà nó tương đối rồi thì mình mới nghĩ tới cái việc là mình tìm thêm người làm phụ mình. Tại vì mình đã vấp ngã một lần rồi, mình không muốn phải vấp ngã nữa. Sau đó mọi chuyện diễn biến thế nào? Thì mình cảm giác được là bây giờ mình đã tương đối ổn rồi, mình đã hết bệnh rồi. Thì bây giờ mình phải làm cho nó khỏe hơn, làm cho cơ thể mình nó khỏe hơn. Thì mình suy nghĩ là bây giờ cái mảng bảo trì và hỗ trợ sự cố này, cái tỷ suất lợi nhuận nó rất là thấp. Mình phải tìm một cái hướng nào đó Mình phải tìm một cái hướng đi nào đó cho cái việc hoạt động sắp tới của mình nó được nhanh chóng hơn nữa và nó được ổn định hơn nữa. Thì mình suy nghĩ và mình nhận thấy được là cái xu hướng về thương mại điện tử, về website và landing page Việt Nam nó sẽ rất là phát triển về sau. Cho nên anh quyết định tìm một hướng khác cho cái doanh nghiệp của mình. Cụ thể lúc đó hướng của mình là gì ạ? Lúc đó anh đầu tư nhân sự để đội ngũ lập trình á, để phát triển một cái platform. Platform là một cái nền tảng về phần mềm để nó giúp cho người dùng là khách hàng nhanh chóng triển khai được một cái website và một cái landing page. Và để làm ra được một cái platform đó, nó đầu tư rất là nhiều nhân sự. Với cái chất xám của mình đổ dồn vô đó rất là nhiều để làm được việc đó. Thì anh tiến hành, anh thuê đội ngũ lúc đấy khoảng 8 bạn lập trình. Thì đó anh vừa chuyển qua văn phòng mới bên đường Trường Sơn, gần sân bay á, cũng văn phòng cũng tương đối nhỏ. Và anh được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn từ một người đồng nghiệp, một người bạn. Thì anh qua đó, đội ngũ của anh bên đó, anh tiến hành đầu tư chất xám vô để xây dựng ra cái platform đó trong vòng 1 năm. Có thuận lợi không ạ? Thì như anh vừa nói lúc đầu thì đối với những cái vị điều hành doanh nghiệp, những cái người sáng lập doanh nghiệp mà trẻ đó, cái vấn đề lớn nhất vấn đề về quản lý, vấn đề quản lý nhân sự, vấn đề rất là nan giải. Thì lúc đó vì khi mình bước hẳn vào một mảng mới là mảng lập trình, thì nó cái kiến thức của mình về lập trình không có gì cả. Mình hồi nào giờ mình chỉ biết đi sửa máy tính thôi. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã không biết được một cách sâu sắc nhất cái việc mà chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ không quản lý được nó tốt. Thì cái đội ngũ đó anh thuê về và họ làm cái platform đó trong vòng 1 năm và hoàn toàn thất bại. Hoàn toàn thất bại tức là không nên hình được cái platform đó luôn. Không có bất kỳ một kết quả nào. Thất bại lần 2. Đúng rồi đó. Những cái gì mình tích góp năm vừa rồi thì cũng gần xong hết rồi. Xong 1 năm đầu mà khi mà mảng bảo trì mà anh vượt dậy đấy, thì tích góp được tầm khoảng 100 triệu thì nuôi được có bao nhiêu lâu đâu. Có thể hiểu là trắng tay luôn. Trắng tay, rất là trắng tay. Lúc đó đó là mình nợ chi phí về văn phòng khoảng 4 tháng rưỡi, 5 tháng. Với cái tổng số nợ hình như là gần 30 triệu luôn. Rồi đặc thù của cái mảng này là cần phải có máy chủ để mà vận hành. Máy chủ phải đi mua tầm khoảng 100 triệu một cái, rồi đặt 1 tháng 3-4 triệu bình thường. Cho nên lúc đó vừa nợ chi phí văn phòng, vừa nợ chi phí máy chủ, về lương bổng nhân sự. Thì lúc đó anh rất là bị, hầu như là bị mất phương hướng lần nữa luôn. Tại vì bây giờ mình không biết được là cái sản phẩm của mình, cái con đường mình đang chọn liên quan đến sản phẩm phần mềm đó, mình đi có đúng không? Mà doanh thu thì không có, mà mất mát lại rất là kinh khủng. Hoang mang như vậy thì anh có nghĩ, anh lúc đó anh có thấy rằng là con đường mình đi nó khó khăn và nó cô độc quá không? Anh nghĩ là mình đang sắp mất hết tất cả mọi thứ. Bởi vì mình có 2 chủ nợ lúc đó, chủ nợ văn phòng và chủ nợ về chỗ đặt máy chủ. Văn phòng nếu mà họ không có chấp nhận được, đàm phán được với mình về cái sự giãn nợ á, mà họ khóa cổng lại, họ cho không cho mình vào, khóa phòng lại, theo đó hầu như là công ty của mình là giải tán. Và thứ hai về chỗ đặt máy chủ, tức là sản phẩm của mình vẫn có một số dịch vụ về sản phẩm của mình đang hoạt động dựa trên cái nền tảng máy chủ. Mà nếu mà chỗ chủ nợ là chỗ đặt máy chủ á, họ đóng máy chủ lại, theo đó mọi dịch vụ của mình đang cung cấp bên ngoài nó sẽ bị dừng ngay. Thì đấy, nếu mà 2 cái chủ nợ đó họ làm căng lên thì ngay lập tức anh mất hết tất cả mọi thứ. Thì cái cảm giác như là sắp mất hết tất cả mọi thứ nó thật sự là kinh khủng lắm. Đó là lần thứ 2. Anh không mệt mỏi sao? Mệt mỏi chứ. Thật sự là hàng ngày và mỗi ngày rất là mệt mỏi. Chúng ta đã đầu tư rất là nhiều cái nhân lực và chúng ta nên tin tưởng đội ngũ đó sẽ làm ra một cái gì đó nó tốt đẹp, nó to lớn. Thì niềm tin vô nhân sự nó mất, niềm tin vô cái định hướng của mình. Mình không nghĩ là bây giờ mình đầu tư quá nhiều rồi, bây giờ không biết là con đường, cái cách mình chọn nó có đúng không. Bạn không nghĩ tới chuyện là thôi quay lại Nippon mà làm? Thật sự là từ lúc mình thành lập doanh nghiệp cho tới điểm này khó khăn rất là kinh khủng. Mình cũng chưa bao giờ có quan điểm là mình nghĩ ra ngoài mình đi làm cả. Cái lớn nhất của mình vẫn là khát vọng của mình. Mình muốn xây một cái giấc mơ của mình cho riêng mình. Thế là sau đó anh giải quyết việc đó như thế nào? Thì anh giải quyết bằng cách là giống như lần đầu, phải nhanh chóng cắt giảm cái vấn đề chi phí vận hành, phải cắt giảm ngay lập tức. Thế đó anh mới họp đội ngũ lại. Thì thực sự và phải mình ngồi mình chia sẻ với anh em là công việc nó không có hiệu quả, vì vậy là chúng ta phải giải tán. Thì khi đó mình cũng giống như lần đầu là bây giờ đội ngũ đó mà dừng thì toàn bộ chi phí vận hành nặng nề nhất là của mạng đó cũng sẽ bị dừng, sẽ không còn bị nặng nề nữa. Thì đó giải pháp của anh là dừng toàn bộ đội ngũ đó. Nhưng mà mình vẫn có niềm tin rất lớn vào cái nền tảng thương mại điện tử. Vì vậy thì anh quyết định là anh phải tự ngồi anh học lập trình, tự ngồi mày mò từng ly từng tí để học lập trình và làm ra một cái nền tảng đó bằng chính mình. Anh ngồi anh dành toàn bộ rất là nhiều thời gian mỗi ngày, một ngày khoảng 13-14 tiếng để anh lập trình ra nền tảng đó. Thì sau khoảng 3 tháng thì nó có thể là có thể gọi là nó nên hình được. Và khi nó đã nên hình được là chúng ta đi bán được. Và sau khoảng 3 tháng từ lúc mà anh cho đội ngũ dừng á, thì sản phẩm hoàn thành xong rồi đi bán, thì 4 tháng sau đó thì doanh thu nó đã có rất là nhiều. 4 tháng sau đó thì có tầm khoảng 200 khách hàng, rất là khả quan. Có nghĩa là sau đó cho đến thời điểm này là mọi việc thuận lợi à? Cái nền tảng đó xây dựng ra, để trả lời câu hỏi của bạn, thì nền tảng đó xây dựng ra có rất nhiều khách hàng. Trong một năm tiếp theo khoảng 500 khách hàng. Mỗi khách hàng lúc đó anh bán gói 800.000 đồng một tháng, 800.000 đồng một năm chứ. Thì tầm khoảng 500 khách hàng là tầm khoảng cứ cho là 500 triệu. Thì doanh số tương đối nó làm cho mình hài lòng. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa anh Lợi, thì có mặt tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay cũng là có một người khách đặc biệt, cũng là bạn của anh và là người đã từng cùng với anh trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thì em xin mời anh Lợi cùng với quý vị khán giả cùng gặp vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời anh Nguyễn Tuấn Anh ạ. Chào anh. Em mời anh ngồi ạ. Trước tiên thì cảm ơn anh đã nhận lời đến với trường quay của chương trình ngày hôm nay. Thì thưa anh có thể vui lòng chia sẻ với quý vị khán giả ở đây là anh đã quen biết anh Lợi từ khi nào không ạ? Tôi quen anh Lợi cách đây khoảng độ 4 năm. Và giai đoạn đấy thì anh Lợi cũng đang gặp một số khó khăn về dự án. Anh có thể chia sẻ là cụ thể hơn là lúc đó là anh Lợi đã gặp khó khăn về vấn đề gì không? Anh Lợi là lúc đó đang triển khai một cái dự án nền tảng công nghệ, và tôi thì cũng có một số người bạn thì cũng muốn thử nghiệm trải nghiệm cái dự án công nghệ đấy, và mình có kết nối anh Lợi và công ty anh Lợi và một số người bạn. Thì anh Lợi lúc rất là lo lắng bởi vì là anh Lợi là người rất là giữ chữ tín, muốn tạo giữ chữ tín uy tín với cả bạn bè và khách hàng. Mình thì là vai trò một người bạn nhưng cũng là vai trò giới thiệu những cái khách hàng tiềm năng qua. Có nghĩa là lúc đó là anh Tuấn Anh giới thiệu khách cho anh để chuẩn bị trước cái dự án, đúng không anh Lợi? Đúng rồi. Nhưng mà suốt một năm mà anh Lợi anh chưa ra được cái sản phẩm nào hết, thì lúc đó khách hàng của anh do anh giới thiệu thì có phàn nàn không ạ? Mọi người thì cũng rất là lo lắng bởi vì bản thân là mọi thứ liên hoàn đến nhau. Nếu như cái dự án của họ muốn mình bên công ty anh Lợi triển khai mà không thực hiện được thì cũng ảnh hưởng đến họ. Thật ra thì khi mà chúng ta làm việc á, chúng ta nhận được cái sự phàn nàn á, thì nó đau khổ hơn rất là nhiều so với vấn đề có tiền. Tại vì bây giờ để mà người ta phàn nàn mình, đặc biệt là những người mà giới thiệu, thì cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Tại vì trên hết người giới thiệu họ đang rất là khó chịu, tại vì họ đang bị mất một cái uy tín nào đó, còn mình không làm ra được cái việc gọi là đảm bảo uy tín của họ. Trong cái khoảng thời gian khó khăn của anh Lợi thì bản thân anh có từng lo lắng vì mình đặt niềm tin có thể rằng sai chỗ không? Vì cũng là người làm ngành công nghệ thông tin, cũng có những ý tưởng startup, Thì tất nhiên là với những người bạn của mình gặp khó khăn thì bao giờ, không phải mình tôi và ai cũng vậy thôi, cũng đều có cái lăn tăn, băn khoăn. Đấy, cho nên là giai đoạn đó thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái suy nghĩ. Cũng rất là may là anh Lợi chia sẻ rất thẳng thắn cái vấn đề đang gặp phải của dự án, là do yếu tố là kỹ thuật viên làm đi chưa đúng hướng. Và mình cũng chia sẻ lại với bạn bè của mình thì họ cũng cảm thông. Cho đến thời điểm này thì anh nhận định về như thế nào về anh Lợi? Thứ nhất là về mặt quyết tâm thì ý chí là rất là cao. Thứ hai đó là việc giữ tín. Mặc dù là vượt qua được những cái sự nghi ngờ của nhiều người, nhưng anh Lợi vẫn luôn cố gắng. Ví dụ như tôi biết rằng là với các chủ nợ của anh Lợi cũng chủ động gặp, chia sẻ những cái vấn đề mà đang gặp phải và tìm được hướng để thỏa thuận với nhau. Và đến bây giờ thì theo tôi biết anh Lợi cũng đã thanh toán rất nhiều các khoản mà các chủ nợ họ đang khúc mắc. Và đấy chính là điều mà anh Lợi đã tạo được chữ tín. Mặc dù thành công thì còn phải có thời gian dài mới khẳng định được, nhưng trước mắt bây giờ về uy tín, về cái sự quyết tâm và về cơ hội thì anh Lợi đang đạt được. Em cảm ơn nhận định của anh ạ. Sau lần thứ hai vực dậy doanh nghiệp trên bờ vực phá sản thành công, công ty trách nhiệm hữu hạn trực tuyến Saco dần ổn định trở lại. Chỉ sau một thời gian ngắn, dịch vụ landing page và website đã mang về cho công ty hơn 500 khách hàng mới, với mỗi gói dịch vụ có giá 800.000 đồng trên một năm. Theo đó, doanh nghiệp của anh cũng hoạt động ổn định với các dịch vụ cung cấp chính gồm: 1. Tư vấn tích hợp bảo trì hệ thống máy tính, máy chủ, hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. 2. Cung cấp nền tảng phần mềm online dùng để khởi tạo website, phục vụ thương mại điện tử, giúp cho doanh nghiệp triển khai website nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí. 3. Nền tảng phần mềm online dùng để khởi tạo landing page, chuyên dùng cho nhà quảng cáo, tăng đơn hàng. 4. Digital marketing, tư vấn quản trị lập kế hoạch phát triển nội dung cho website và fanpage, phục vụ mục đích đẩy mạnh tiếp thị online dành cho các chủ website và fanpage. 5. Hỗ trợ khởi nghiệp bằng các dịch vụ lên kế hoạch và triển khai trọn gói, hỗ trợ các khách hàng mới bắt đầu khởi nghiệp và kinh doanh online. 6. Dịch vụ email marketing giúp đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị rất nhanh chóng và không tốn kém. 7. Dịch vụ về máy bay và du lịch với hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Thế nhưng, cuộc sống bình lặng tạm thời sau những sóng gió không kéo dài quá lâu, ngày 1 tháng 9 năm 2018, một lần nữa, anh quyết định đưa doanh nghiệp đi trên con sóng mới khi quyết định hợp tác cùng một công ty công nghệ của Hàn Quốc để triển khai dịch vụ mới. Để triển khai được kế hoạch mới lần này, anh phải đầu tư hơn 2 tỷ. Vậy là cũng như bao nhiêu lần trước, với điều kiện khó khăn cố hữu, anh lại mạo hiểm cầm cố nhà, vay mượn bạn bè, mặc những nghi ngờ về độ thành công của dự án. Quý vị đang trở lại cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng CEO của công ty Saco, anh Nguyễn Thành Lợi. Mỗi lần anh mở mảng mới, các hoạt động mới thì hầu như là anh đều có một lần trả giá rất là đắt. Thì lần này anh không sợ, không lo lắng rằng là sẽ lặp lại vấn đề nữa hay sao mà anh lại quyết định tiếp tục mở mảng nữa? Anh rất là lo lắng. Yeah. Anh rất là lo lắng luôn. Vậy thì tại sao anh vẫn lại quyết định làm? Nó giống như hai lần trước. Chúng ta có khát vọng lớn, chúng ta có niềm tin và chúng ta hoạch định kỹ. Dựa trên cái sự mạo hiểm đó, mong muốn đạt được là cái sản phẩm và dịch vụ của anh sắp tới anh cung cấp nó phải đứng trong top 3 tại Việt Nam. Và anh đặt ra mục tiêu là trong một năm tiếp theo nó phải ổn định được, nó phải hoạt động được như một bộ máy, như một cái guồng máy và cực kỳ có hiệu quả ở Việt Nam. Và anh sẽ đem sản phẩm này ra Đông Nam Á. Vì vậy nên nhất định là sẽ tiếp tục làm nữa, dù có mạo hiểm. Đúng rồi. Mình dựa trên những cái khát vọng của mình, niềm tin của mình, những cái phân tích của mình có được sau khoảng thời gian dài mình thất bại á, thì mình tin được là những quyết định của mình nó sẽ đúng. Mặc dù trước mắt tại điểm này vẫn rất là nhiều khó khăn đấy, nhưng mà anh tin là anh sẽ làm được. Trong cái quá trình mà thành lập cũng như là bắt đầu vận hành công ty, có vẻ như là anh trải qua rất là nhiều sóng gió, nhưng cứ như là anh nhất quyết bằng mọi giá là phải làm cho bằng được. Thì không biết điều gì lại có thể khiến anh có một quyết tâm lớn như vậy? Có một điều anh chưa có chia sẻ là thời mà anh mới đi làm thực tập mà không có lương á. Lúc đó có hai anh nói với anh đó là nếu sau này họ điều hành mở công ty đó, hoặc là họ cần tuyển dụng, họ sẽ không có tuyển anh. Không có tuyển anh. Anh nhận thấy được là câu nói đó rất là nặng nề, anh cảm giác như là mình không có giá trị gì cả. Thứ Thứ hai là về trải qua rất là nhiều lần mình thất bại và gặp khó khăn, thì cái lý do duy nhất mà mình vẫn còn tiếp tục theo đuổi con đường của mình đó là khát vọng và đam mê của mình. Thì việc đó nói lên là tại sao những việc mà anh làm rất là khó khăn này khó khăn kia, anh rất là mong muốn khẳng định được bản thân của mình. 10 năm đi, hầu như là cứ đến khi nào đó mà cái công ty của anh, cái công việc mới của anh vừa ở mức ổn định thì em lại thấy rằng anh lại chọn cho mình một cái sóng gió khác. Anh có thể vui lòng chia sẻ là tại sao anh lại chọn cái con đường đi như vậy? Anh không thấy mình mạo hiểm sao? Quan điểm của anh là nếu mà vai trò lớn nhất của anh hiện tại ở doanh nghiệp là anh kiểm soát những cái rủi ro liên quan đến doanh nghiệp của mình. Mà rủi ro liên quan đến doanh nghiệp là liên quan tới cái mô hình, lĩnh vực mình đang hoạt động. Thì bây giờ sản phẩm và dịch vụ của mình anh nhận thấy được là nó sẽ có xu hướng bão hòa và nó không bắt kịp xu hướng nữa, thì bắt buộc là anh phải tìm một hướng đi mới, mà hướng đi mới nó sẽ tạo ra một con sóng mới, mà anh phải kiểm soát được con sóng đó. Nếu mà anh không kiểm soát được con sóng đó, sắp tới xu hướng và dịch vụ nó bão hòa thì anh sẽ chìm. Thì đó là nguyên tắc mà hầu như là anh xử lý rất là nhiều việc trong công việc hàng ngày của công ty. Tức là những cái gì mà anh cảm thấy là nó khó khăn thì nó là một cơ hội của mình, và anh phải cố gắng kiểm soát được cái cơn sóng đó. Nhưng mà điều anh tự hào nhất vẫn là anh theo đuổi được cái niềm đam mê và khát vọng của mình. Anh mang lại cuộc sống cho gia đình của mình, và đội ngũ những nhân sự mà gắn bó với anh thời gian dài, ít nhất cũng phải 5 năm, thì anh lo được cho cuộc sống của họ. Và về vấn đề về cái công việc, sản phẩm dịch vụ của mình nó được thị trường chấp nhận. Mặc dù về định vị, về sản phẩm thì có thể là mình sẽ thua một vài đối thủ nào đó, nhưng mà ít nhất là chúng ta được thị trường chấp nhận và chúng ta duy trì được doanh thu từ nó. Thế còn điều anh hối tiếc là gì ạ? Thì vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp đó là vấn đề hỗ trợ và chăm sóc khách hàng kém. Mà khách hàng thì không ai muốn là mình bị bỏ rơi cả. Cho nên là sau một năm khách hàng dần dần từ bỏ mình. Thật ra trước thời điểm một năm đó khách hàng đã từ bỏ mình dần dần rồi. Tại vì hàng ngày chúng ta không hỗ trợ tốt họ, cho nên họ rời bỏ mình dần dần, rụng dần. Và tới thời điểm khoảng 2 năm sau thì không còn khách hàng nào luôn. Thì anh cũng nhận thấy được là bây giờ sản phẩm mình đã có rồi, tốt, được thị trường chấp nhận. Mình đang bị vướng vấn đề chăm sóc khách hàng kém thì mình phải đi giải quyết chăm sóc khách hàng. Thì mình phải đầu tư nhân sự để chăm sóc khách hàng. Em nhận thấy là con đường mà anh đã đi qua không chỉ là đã rất gian nan, mà có lẽ để đạt đến thành công thì sau này anh sẽ còn chịu nhiều sóng gió hơn nữa. Thì trước khi chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, em xin thay mặt những người làm chương trình chúc anh sức khỏe, nghị lực để sớm đạt được những thành công mà anh mong muốn. Vâng, xin cảm ơn MC Mỹ Hạnh đã hỗ trợ rất là nhiệt tình. Xin cảm ơn kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV đã hỗ trợ cho tôi cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả của kênh VITV đã lắng nghe. Đến đây, chương trình Diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.